gặp bắn nhau này em ơi. Rồi ôi, một cái vị trí quá là đẹp luôn. Úi rồi, vuốt tầm hai đầu, vuốt tầm vào đầu hai thằng nhưng mà thằng ấy chưa chết lại. Hay bắn hai bạn ơi, bắn hai bạn. À mẹ thằng ấy nó khôn vãi chửa luôn, nó chạy vào trong cái mảng bảo vệ mình mọi người ạ. Mẹ con lợn này, mày ra đây mày bắn hộ tao cái đi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn coi thêm một video nữa. Và được rồi ấy, ở cái video này ấy, thì mình sẽ trải nghiệm một cái set đồ cực kỳ đặc biệt luôn. Đấy là cái set đồ tên là Kanshi. Đó, thì nếu mà anh em nào mà xem cái bộ phim Nhật Bản Naruto ấy thì chắc chắn đấy là cũng biết về cái bộ đồ thầy Kanshi này, là thầy của ba cái đứa là siêu quậy. Đấy là của Naruto ấy, Sasuke và cả Sakura. Wow. Thì đây là một ông thầy khá là khắm bựa luôn này các bạn. Nếu mà xem phim cái là anh em đã biết liền đấy mà. Ôm hình như quanh khu này có người, sao tôi nghe thì chân gần vậy. Đâu, bỏ là cái rồi, rồi định giết thầy à? Định giết thầy à em ơi, vớ vả vớ vẩn. Mà ông ấy đúng kiểu là gọi là giết thầy rồi bạn, như này là không được rồi. Tôi lạ gì cái kiểu của ông này đâu. Đó, vậy là ngay từ lúc đầu game ấy là chúng ta đã có được cái mạng ngủ đầu tiên rồi. Và các bạn ấy là cái đường bay của mình nó hơi lạ một tí, là ý là nó gọi là hơi khác hướng thung lũng một tí, nên là mình mới nhảy lên cái khu này thôi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ xuống thẳng cái vị trí của cái khu thung lũng nhá. Và mọi người biết là đây là cái vị trí mà mình rất là hay xuống em ạ. Gọi là cái khu này là như này, đây gọi phải gọi là cái khu khô máu ấy. Em nào mà thích kiểu gọi là cải thiện trình độ kỹ năng thì anh em cứ nhảy xuống cái khu này cho mình, làm y cho mình ấy, thì chắc là sẽ gọi là nâng cao tay nghề solo của anh em lên ngay. Ghê đấy. Chắc chắn luôn. Ok, qua lại, bò lại này, rồi ôi, vớ pha, vớ vẩn, vút vào đầu thế mong chết, vẫn có sống nhăn răng được em ạ, gọi là sức sống mãnh liệt ghê. Nhưng mà cuối cùng là chúng ta cũng có được cái mạng của thứ hai rồi, quá là easy luôn. Thì có vẻ như là quanh cái khu thung lũng này chắc là chỉ có hai thanh niên rồi này thôi hay sao ấy. Mình nghĩ là nếu mà có đông hơn thì chắc là chúng nó đã nhảy bổ vào bắn mình từ lâu rồi. Thì bây giờ ta cứ gọi là chạy từ nhà này ra nhà khác để gọi là đi kiếm thêm đồ em ơi. Ồ, mình vừa nghe tiếng súng ở phía bên trên kìa. Thế chúng ta chạy thẳng phía bên trên luôn chứ còn gì nữa. Gì ấy, thằng nào bắn đấy? Nào, con nhận nhái mày này, làm cắm trộm anh mày à? Vớ vẩn, tôi lại dùng nhẫn thuật Chidori, tôi lại cho giật điện mấy phát bây giờ chứ lại. Đúng nhà nhàng, tưởng thế là ngầu à. Ok, được rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến lên cái khu vực khác thôi. Ui, đúng lúc mình sử dụng cái trang bị Mineral cái là đã phát hiện thêm một con bò lạc nữa rồi. Thế thì gọi là xử cái con bò này thôi. Nó không để cho nó chạy lông nhông bên ngoài được. Nó chỗ nào vậy? Mình đang nghĩ nó trên tròi. Chắc có phải không? À, mày đổ súng rồi. Thôi xong, gọi là ông đổ súng là ông chết chắc với tôi rồi, ông sống được là được. Nào nào, thế thì điểm gì? Thế thì... Ơ giời, nhảy xuống này, mẹ cái thằng ngu người này nữa. Ăn gì ngu vậy? Cất. Vãi cả trường luôn, nó cắm đầu cắm cổ nhảy xuống luôn. Tôm đến ảo này luôn đấy, méo hiểu lão thằng này lão gì á, lão bò, lão tôm hay đấy, là lão cứ lợn nữa, chả hiểu kiểu gì luôn. Đó, vậy là chúng ta đã có cái mạng thứ tư rồi. Và hiện tại mình đang trên cái con xe Lamborghini để tiến ra cái khu khác để đi kiếm thêm người em ạ. Nào, check thử quanh khu này xem có người không nhá. Từ để mình mở hòm này ạ. Đó, ok luôn. Đồ ngon đấy, lên xe chạy thôi. Ơ cái gì ấy? Thôi sao rồi, vậy là chết chẳng có người đúng không? Ok, lên luôn cái gì nữa. Có mạng. Gặp bắn nhau này em ơi. Rồi ôi, một cái vị trí quá là đẹp luôn. Úi dồi, vuốt tầm hai đầu, vuốt tầm vào đầu hai thằng nhưng mà thằng chưa chết lại. Dễ vãi luôn. Chết là cái chắc luôn, sống làm sao được. Vector ấy mà trong cái địa hình gọi là nó khá là bé ấy, thì vuốt rất dễ là vào đầu luôn em ạ. Ok nhá. Thì hiện tại là sau khi đã xử xong khu đấy thì chúng ta gọi là đi ra cái khu khác. Chứ gọi là cứ quanh quẩn mãi ở quanh khu đấy cũng chả làm được cái gì em ạ. Và hiện tại thì các bạn thấy là hiện tại mình đang ở cái khu xưởng cơ khí. Thì quanh cái khu vực này có vẻ như khá là vắng người ấy nhỉ. Bên này có cái hòm này, đã sử dụng mất tiêu rồi. Chắc là thằng dính con nào đó nó đang gần gần khu này thì sao ấy. Nào để mình đi gọi là đi xung quanh khu này xem sao nhá. Với mình thấy không thấy chỗ này có màu lạ lạ. À đây đây, biết ngay mà những quần hồng này thì lạ làm sao được. Trời ơi, tôi biết ngay mà lạ cái gì đâu. Nhìn quân địch phát là tôi biết liền à. Dằm ba thằng này mặc. Nếu mà thằng này mặc cái quần xanh lá cây ấy, thì lúc đấy là mình có thể là công nhận là, chắc là mình ngắt lé thôi. Nên là mình không phải. Thật ra vẫn nhìn đúng em ạ. Bỏ lạc ấy, bỏ lạc đã chạy. Ôi lé, lé thôi cái. Rồi ôi. Quái rất bạn rất là cố gắng nhưng mà rất tiếc là bạn vẫn bị mình cán được một phát. Nhố nha, nhố nhăng đã bảo rồi. Tức là bò thì hãy ở nguyên trong chuồng đi, đừng có là chạy lông nhông ở phía bên ngoài là chắc chắn là sẽ rất dễ là bị xe cán luôn.
bên này có thính này, xuống nút thính cái đã nha. Ơ bò lạc, ơi rồi ơi bò lạc là ai, mày bắn ai, mày bắn ai, rồi ra ba cái khẩu súng gắn ghẹm định chơi với Vector ấy. Đây một em một, một em một tôi gãy, úi rồi ôi bắn ai, bắn ai, bắn ai, bắn ai bạn ơi, bắn ai, à mẹ thằng này nó khôn đã chửa luôn, nó chạy vào trong cái mảng bảo vệ mình mọi người ạ. Mẹ con lọ lại đây, mày đây mày bắn đầu tao cái đi, vỡ pha phần chạy lên chạy xuống chạy nhăng chạy quậy ghê quá cơ, sợ quá cơ, vỡ pha vỡ phần nhìn mặt tôi giống đùa không. Cái mông kéo, ôi thôi thôi thôi, xong rồi xong rồi, bọn thù rồi, bọn thù đít qua này không chạy là chỉ có chết tên mà, chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh, mày qua cũng còn mấy thừa mấy cái ông cứu thương, không quả là mình lên bảng đếm số từ lâu rồi. Và như mọi người thấy thế là hiện tại là trên bảng đầu ta chỉ còn gọi là 5 thanh niên cuối cùng thôi, là chúng ta đã có thể là giành top 1 trong cái ván đấu này rồi, đó. À còn một cái lưu ý nữa mà mọi người cần phải biết đấy, đấy là cái set đồ Kakashi của mình. Thì cái set đồ này khi mà mình mua này ấy, là chỉ có mỗi bản thân mình thấy được thôi, còn những kẻ địch còn lại bên ngoài ấy thì nó sẽ không thể nào mà thấy được cái set đồ này em nhá. Đấy, đấy là cái nhược điểm. Oh, no. Nếu mà mình mà mốt được cái kiểu mà gọi là kẻ địch là cả nhìn thấy nữa thì chắn là bị Gana khóa từ lâu rồi em ơi, em hiểu không? Ở bên này có vị trí một combo lag này. À ok ok. Ok ok. À nó bắn cái bi rôn mình. Bắn này. Bắn này, ô chết. Bắn này em ơi. Giời ơi. Đấy mới gọi là bắn ông hiểu không? Bắn kiểu của ông ấy. Con đang đi bắn gì? Bắn chim à? Và vẫn ok nhá. Vậy là hiện tại là chúng ta có thêm cái mạng thứ 10 rồi. Chết chưa? Rất là đẹp rồi em ạ. Bòi bé một cái bát ấy. Mà thiếp quá là vẫn còn 4 thằng nữa. Khiếp bọn này sống mãnh liệt ghê luôn đấy. Từ để tôi nằm xuống cái đã nhá. Ok, có bom keo này, có lựu đạn này. Được. Từ đấy. Ok, đây mình sẽ lấy thêm chút đạn tiểu liên nữa mọi người nhá. Ok, sử dụng cái mini drone này. Đó. Ơ, bên dưới đây. Bên dưới vẫn có một thằng nữa. Ờ, ok, ok. Hóa ra vẫn còn một thằng danh con. Gọi là nó ngủ ở chỗ này, nó chờ mình. Chờ mình này bạn ơi. Gọi tên em trong đêm. Em ra đây. Em ra đây nào, đừng mà trốn nữa. Khổ thế nhỉ. Các cơ lựu đạn đã biết vị trí của nhau thì như thế rồi vẫn còn núp vào chỗ đấy được. Tao đến đạ mày luôn đấy. Ok, nếu mà thằng này nó quyết định quyết tâm không chịu xuống thì mình sẽ chạy lên thôi mọi người ạ. Em không đi xuống thì anh đi lên. Có gì đâu, đơn giản mà. Nào lên đây, lên đây. Đây này, mình chắc chắn là nó chỉ ở... Mày chết mày á mày. Chết ngay vào con trai, con chó này. Con chó này nữa. Giời ơi. Định sổ ra làm hai lại vút vào đầu mình nhá. Ghê đấy. Nhưng mà tôi có cái màng bảo vệ cơ mà. Ông bị ảo tưởng à. Nhà nhằng chơi tập dễ thế. Thằng nào cũng chơi lâu rồi ông ạ. Không đến lượt ông đâu. Ok. Được rồi nhá. Bên này, à thằng này nó cũng sử dụng Vector. Và thằng này chơi combo nó khắm dị vãi chửa luôn đấy em ạ. Nó xài hai khẩu tiểu liên cho định tiếp cận tầm gần để đi gọi là đi bắn người đây. Nhưng mà tôi cho thằng này gọi là tiễn thằng này đến nơi suối vàng luôn, không nói nhiều. Thì hiện tại là cái trong cái bản đồ ta còn rất là bé thôi em ạ. Vì thế là mình sẽ sử dụng nốt hai cái bi đâu cuối cùng. Và chúng ta đã quyết là vị trí của hai tin cuối cùng rồi. Nó là ngay phía trên đầu mình luôn. Úi giời, hai thằng này nó còn đang bắn nhau rồi chứ. Đây là một cái thời cơ rất là tốt đẹp luôn em ạ. Ok nhá. Úi giời ơi. Bắn nhau nổ như bắn pháo này. Nổ như giác lạc này, sợ thật đấy. Từ từ để tôi vào góp vui nhá. À mày là một thanh niên đã bị hạ rồi em ạ. À dập cay hết mạng mình con chó này. Rồi xong rồi mày chết rồi. Mày chết rồi, phá nốt quả keo thằng này luôn. Tiếp đây. Tiếp đi bạn ơi. Rồi ôi, vẫn dựng kính quả keo cả. Căng vậy. Từ, nào tiếp này. Mày chết đâu. Úi giời ơi. Bắn liên tội thế mà nó vẫn dựng ra mùng keo vậy. Tay nhanh thế nào. Xem thằng nào nhanh tay nào. Thằng nào nhanh tay à. Úi giời ơi, tí nữa vô được vào đầu luôn. Nếu mà nó không dựng thêm một quả bóng keo nữa em ạ. Nhưng mà không sao. Bây giờ đã xuống trường mình đã hết rồi. Vì thế mình quyết định là mình sẽ dâng lên và mình chơi thẳng với nó luôn. Tôi thì sao phải xoắn đúng không? Mày ra đây. Mày ra đây, ta đừng tưởng tao sợ mày nhá. Đừng tưởng người ta không làm gì là người ta sợ mày nhá. Người ta không làm gì người ta sợ mày nhá. À, mày dựng à? Mày dựng vào tao cái nào. Úi giời ơi, bắn nổ. Úi giời nổ bay người này thế mà. À, pha trưởng tự bóp giấy mình rồi. Xong rồi, bò đang thu rồi. Bắn nhanh còn kịp nào. Rồi ơi, bò thu quả này không biết ai sẽ là người giành top 1 đây. Em vote đi nào. Nào. Úi giời ơi, xong rồi bò thu. Bò thu rồi càng bay. Nào, ra đây. À! Cứu. Úi giời ơi, bò. Ui, mày có chó này. Rồi ơi, top 1 luôn. Em thấy gì chưa? Đã bảo rồi mà. Ok nhá. Vậy là nếu mà anh em thấy video mình hay ấy thì em đừng quên ấy để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để có thể là ủng hộ mình em nhá. Cảm ơn em rất nhiều.